Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định tuyển dụng công chức hành chính cho 13 thí sinh vừa trúng tuyển trong kỳ thi công chức thành phố Cần Thơ năm 2022. Tại buổi lễ, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn các thí sinh trúng tuyển nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, trách nhiệm, việc làm, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, trau dồi kiến thức chuyên môn để trở thành những công chức nhiệt huyết, góp sức xây dựng phát triển cơ quan đơn vị. Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị tiếp nhận công chức, quan tâm hướng dẫn và tạo điều kiện cho các công chức mới tiếp cận tốt kiến thức, kỹ năng trong công tác. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cờ Đỏ vừa có buổi làm việc với xã thành phố về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Qua rà soát, đối chiếu theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã thành phố đạt 15 trên 19 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 y tế và tiêu chí số 17 về môi trường. Xã thành phố kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ và các ngành liên quan sớm đầu tư xây dựng thêm các tuyến lộ giao thông với tổng chiều dài trên 9 km, cải tạo mặt đường và làm vỉa hè khu dân cư vượt lũ, đẩy nhanh tiến độ việc đăng ký sản phẩm OCOP, hỗ trợ địa phương xây dựng các tiêu chí chưa đạt để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cờ Đỏ yêu cầu từ nay đến cuối năm, xã thành phố cần tập trung xây dựng hoàn thành những tiêu chí chưa đạt và thiếu bền vững, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phân loại và thu gom xử lý rác thải đúng quy định, quan tâm đến việc tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Quận ủy Bình Thủy cũng vừa tổ chức tổng kết khảo sát trình độ cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức viên năm 2022. Tham gia đợt khảo sát có 129 cán bộ lãnh đạo quản lý là trưởng phó các ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quận, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc 8 phường và 185 công chức, viên chức đang công tác tại các phòng ban ngành đoàn thể quận, công chức trong biên chế của 8 phường. Kết quả khảo sát, cán bộ lãnh đạo quản lý đạt giỏi chiếm hơn 9%, khá đạt hơn 61%, tăng hơn 9% so với năm 2020. Loại trung bình đạt gần 25% và loại yếu gần 5%. Đối với cán bộ công chức viên chức, loại giỏi đạt hơn 4%, loại khá đạt hơn 52%, tăng hơn 9% so với năm 2020. Loại trung bình đạt hơn 42% và loại yếu chiếm hơn 1%. Tại hội nghị, 8 cán bộ có điểm số cao nhất có đề xuất kiến nghị, sáng kiến và giải pháp mới đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị và quận được Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen. Quý vị và các bạn thân mến, với mục tiêu là xây dựng chính quyền điện tử có nền hành chính hiện đại, đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thời gian qua, quận Ô Môn luôn tăng cường tuyên truyền và thông tin đến người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và nhận được tín hiệu khả quan. Trong năm nay, Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến để người dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, số lượng hồ sơ trực tuyến phát sinh tăng mạnh với tổng số hơn 3.280 hồ sơ, trong khi năm 2021 chỉ có 100 hồ sơ. Thời gian tới, quận sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục, đem đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng. Đoàn công tác quận Ninh Kiều vừa đến tham quan học tập mô hình nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đến tham quan học tập kinh nghiệm mô hình trồng rau thủy canh tại công ty cổ phần thương mại sản xuất nông sản Hightech, mô hình trồng qua lan Mokara tại xã Thới Mỹ, huyện Củ Chi, mô hình vườn lan tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và tham quan điểm trồng rau sạch tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại các điểm đến, đoàn đã được đại diện công ty và các chủ cơ sở mô hình trồng lan, rau sạch chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay về những khó khăn trong quá trình triển khai trồng và sản xuất. Chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm là hoạt động thiết thực giúp đoàn công tác học hỏi được nhiều kinh nghiệm có thể áp dụng thực tế tại cơ sở trồng rau sạch và qua lan trên địa bàn quận Ninh Kiều nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ cho biết là trong 9 tháng của năm nay, từ các phong trào hiến máu tình nguyện, thành phố đã tiếp nhận được 34.530 đơn vị máu, đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị của các bệnh nhân tại thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia hiến máu thông qua chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2022, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4, ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6, ngày hội sắc đỏ Tây Đô, chương trình hành trình đỏ, vân vân. 9 tháng qua, Cần Thơ đã tiếp nhận được 34.530 đơn vị máu với giá trị tương đương 8 tỷ đồng. Hiện thành phố Cần Thơ có 38 câu lạc bộ hiến máu với 1.680 thành viên tham gia, trong đó có một câu lạc bộ hiến máu hiếm RH âm gồm 55 thành viên hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp với ý nghĩa nhân văn đó. Vừa qua có 8 gia đình và 55 cá nhân ở thành phố Cần Thơ được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2022. Song song đó, các cấp hội đã vận động tuyên truyền và tiếp nhận 83 hồ sơ tham gia đăng ký hiến mô tạng nhân đạo. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết là từ đầu năm cho đến ngày hôm qua ngày 2 tháng 10, thì thành phố đã ghi nhận 4.846 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4.107 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo dịch bệnh còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Toàn thành phố ghi nhận 319 ổ dịch, 4 quận huyện có số ca mắc cao nhất là Ninh Kiều 1.145 ca, Thốt Nốt 799 ca, Vĩnh Thạnh 634 ca, Cờ Đỏ 522 ca. Số ca sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo là 219 ca, tăng 210 ca. Số ca sốt xuất huyết là 93 ca, tăng 86 ca so với cùng kỳ năm trước. Ngành Y tế Cần Thơ dự báo số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn có nguy cơ tiếp tục gia tăng trong các tháng cuối năm do điều kiện thời tiết thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng để phòng bệnh. Quý vị thân mến, trên tuyến sông Hậu đoạn từ quận Ninh Kiều đến quận Thốt Nốt có gần 100 nhà bè và bè cá với hàng trăm lồng cá. Tuy nhiên, theo thống kê của ngành chức năng, thì chỉ có phân nửa trong số này có đăng ký theo các quy định của pháp luật. Các bè cá tự phát được lắp đặt chủ yếu trên tuyến sông có vị trí giao giữa hai địa bàn. Chủ bè không thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm bè, không bố trí các phương tiện cứu nạn cứu hộ theo quy định và cũng không trình báo với công an địa phương về tình hình hoạt động, số người trên bè có mặt hàng ngày. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng chủ yếu gặp người làm thuê canh giữ, còn chủ bè thì liên hệ rất khó và viện nhiều lý do nhằm né tránh lực lượng chức năng. Lắp đặt bè nuôi cá tự phát trên sông, không đăng ký với ngành chức năng, không những vi phạm luật bảo vệ môi trường mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Do đó, cùng với việc tăng cường kiểm tra, nắm lại các trường hợp hoạt động tự phát, số người nuôi cá trên bè, thì các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý kiên quyết hơn đối với những trường hợp không đăng ký, thả bè, lấn chiếm dòng chảy, gây mất an toàn giao thông trên sông Hậu, nhất là trong mùa mưa bão triều cường như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại khoa thủy sản của trường Đại học Cần Thơ đã lưu giữ hàng ngàn mẫu vật của hơn 500 loại cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Việc thu thập, lưu giữ đóng góp quan trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học và quan trọng hơn là giúp cho sinh viên có cái nhìn sinh động hơn trong quá trình học tập. Hiện tại, số lượng mẫu vật được lưu trữ tại khoa thủy sản trường Đại học Cần Thơ lên đến trên 22.000 mẫu vật của trên 500 loài cá nước ngọt, nước lợ và cả một số loài cá sống ở nước mặn. Trong đó, có cả các loài cá quý hiếm như cá hô hay những loài đang có nguy cơ bị đe dọa hoặc sắp bị đe dọa như cá đuối ó, cá chim trắng, cá bông lau, cá đuối bồng, vân vân. Cái mẫu này thì tôi nghĩ là nó cũng biến động thường xuyên. Cho nên là theo cái chương trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản của quốc gia đó thì cứ 5 năm là các địa phương sẽ đánh giá lại. Thì lúc đó có thể là nó sẽ có những cái biến động, có những loài tăng, có những loài sẽ giảm. Các mẫu vật sau khi được thu thập lưu giữ đều được giảng viên ghi chép lại chi tiết các thông tin về tọa độ phân bố của các loài cá, mùa vụ xuất hiện, thời điểm cá xuất hiện nhiều, thời điểm cá xuất hiện ít. Qua đó, làm tiền đề cho công tác nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn về mức độ đa dạng thành phần. Các loài cá phân bố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, qua đó giúp sinh viên có cái nhìn trực quan trong học tập. Học trên lớp thì chỉ có hình ảnh trên sách vở thôi thì nó không có kích thước thực tế nên mình cũng không có rõ các bộ phận của các mẫu như này. Nếu mà được coi trực tiếp như này, quan sát được rõ hơn và ghi nhớ là tốt hơn là khi mình quan sát trên lớp.
Hiện nay, công tác thu thập lưu giữ mẫu vật vẫn được các giảng viên khoa thủy sản trường Đại học Cần Thơ tiếp tục thực hiện để làm giàu và dày thêm về số lượng, chất lượng của các chủng loại cá, tạo cơ sở cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn lợi tự nhiên, đặc biệt là nguồn lợi cá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với những cái điều kiện, cái khả năng mà tiếp cận được thì các thầy cô, các anh em lúc nào cũng sưu tầm, cũng thu thập thêm để làm sao cho nó phong phú cái mẫu. Đa dạng mẫu thì cái phòng mẫu vật mình nó sẽ hoạt động và nó sẽ có những cái quảng bá đến người dân trong vùng chẳng hạn. Việc quản lý để khai thác sử dụng hiệu quả bền vững nguồn lợi thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa về khoa học cũng như về kinh tế xã hội. Nhiều loại cá mà trước đây thường xuất hiện thì nay ít gặp hoặc gần như không xuất hiện nữa. Vì vậy, việc đánh giá lại tình trạng xuất hiện của các loại cá ở đồng bằng sông Cửu Long là cần thiết và cấp bách. Từ đó, việc thành lập duy trì phòng mẫu vật ngoài mục đích phục vụ công tác giảng dạy còn là cơ sở để các đơn vị trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu, bảo tồn nguồn lợi thủy sản Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm nhấn dân quá đáng chú ý đó là liên quan dân ca Nam Bộ quận năm 2022 vừa được quận Ninh Kiều khai mạc vào hôm qua. Liên quan nhằm để góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị âm nhạc, làn điệu dân ca hò dài truyền thống của Nam Bộ. Hội thi diễn ra từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 với 11 đội thuộc các phường trên địa bàn quận tham gia. Các tiết mục thi diễn xoay quanh các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, những thành tựu xây dựng quê hương đất nước, tấm gương người tốt việc tốt. Các tiết mục thể hiện các làn điệu dân ca Nam Bộ như hò lý, hát ru, dè, đồng dao, nói thơ. Qua đây, tạo điều kiện để các nghệ nhân, diễn viên không chuyên và quần chúng nhân dân được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời phát hiện chăm bồi những hạt nhân đàn hát dân ca hay từ quần chúng nhân dân, đẩy mạnh và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương. Còn trong sáng nay, Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên bóng đá thành phố năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có trên 40 học viên là hướng dẫn viên, huấn luyện viên bóng đá cơ sở thuộc 9 quận huyện, nghiên cứu hai nội dung bóng đá cộng đồng và đào tạo bóng đá trẻ. Các chuyên gia truyền đạt những kiến thức cơ bản về xu hướng phát triển bóng đá thế giới, giới thiệu về bóng đá cộng đồng, sự khác biệt giữa bóng đá cộng đồng và bóng đá chuyên nghiệp, tiếp cận phong cách huấn luyện, tầm quan trọng về vai trò của huấn luyện viên, các giai đoạn đào tạo bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành các kỹ năng chuyên môn như kiểm soát bóng, dẫn bóng, xuất bóng, kỹ năng hoạt động độc lập, hợp tác khi tham gia huấn luyện bóng đá. Cuối khóa học, học viên đã yêu cầu được cấp giấy công nhận của Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày hôm nay 3 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.